Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn Design. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt quần cạp chun bộ đồ để mặc ở nhà nhé. Chất liệu lanh đấy. Mình sẽ cho thông số dài quần 65, hạ gối 50, vòng bụng 70, vòng mông 88, vòng đùi 50. Các bạn vẽ chiều gấu cho mình 2 phân, tròn 3 phân. Tương gấu mình lấy lên dài quần 65 này. Hạ gối 50. Các bạn hạ bản cạp cho mình là 3 phân, đối với chun 3 phân nhé. Các bạn nếu mà muốn làm cạp liền thì các bạn sẽ không cần phải hạ. Hạ đũng bằng phần tư vòng mông, cộng từ 4 cho đến 6 phân. Đây mình sẽ cộng với cả 5 phân này. Bạn trừ đường may, tính ngang đũng sẽ bằng vòng đùi chia 2 cộng với 2 phân. Các bạn chia đôi phần ngang đũng này để lấy đường chính giữa quần, lấy thẳng canh xuống gấu, kẻ đường giữa quần này. Các bạn tính phần ngang ống. Ngang ống này, ống to hay ống nhỏ thì các bạn tùy theo nhá. Mình thường lấy ống nhỏ hơn cái phần nửa đũng này là 2 phân. Các bạn sẽ đo ở đây 13,5 này. Mình sẽ cho nhỏ hơn 2 phân là 11,5. Tương tâm ly chính giữa quần, các bạn lấy ra hai bên, mỗi bên 11,5 cho mình này. Phần ngang gối mình sẽ lấy bằng với cả phần ngang ống. Các bạn nối này, hơi căng một chút cho mình nha. Từ ngang đúng các bạn lấy vào cho mình 3,5. Các bạn đo này, từ giữa quần đến điểm 3,5. Các bạn giấu thẳng lên dài quần, lấy vào cho mình 2 phân. Các bạn nối lại đây. Từ đây các bạn lấy lên cho mình 7 phân làm hạ mông. Các bạn lượn vòng đũng này. Mình tính ngang mông từ đây ra ngoài sườn sẽ bằng 1/4 vòng mông cộng với 1. Nó đến đây. Các bạn lấy thẳng lên, lượn lại phần mông này. Bởi vì là cạp chun nên mình không cần phải tính phần ngang bụng nhá. Sa cạp 1,5. Vậy mình xong thân trước. Các bạn sẽ cắt chìa đường may 1 phân này. Sườn 1,5. Đúng cắt 1 phân. Sườn trong 1,5. Gấu các bạn đã chừa rồi, cắt đứt này. Vẽ phần sau. bạn nhớ lấy canh vải nha. Canh vải này. Khi các bạn lấy đầu này vào bao nhiêu thì gấu các bạn phải lấy vào bấy nhiêu nha. Đóng canh vải. Bài này mình có hướng dẫn ở phần quần âu nữ rồi sao đó. Các bạn dâng cạp lên cho mình từ đây lên 3 phân. Nối vào phần sườn ngoài này. Sang giấu lại hạ mông bằng hạ đống thân sau xuống 5 ly so với hạ đống thân trước. Hạ gối bằng gấu này bằng mình tính ngang đũng của thân sau thì từ ngang đũng của thân trước các bạn ra cho mình là 5 phân 5 cho đến 6 phân. Ngang gối ngang gấu ra 2 phân. Các bạn nối lại. Đường sườn ngoài này các bạn ra cho mình 2 phân đều so với đường sườn của thân trước nha. Ok, bạn bỏ thân sau thân trước ra này, kẻ lại các đường ngang cho mình. Các bạn tính ngang mông của thân sau các bạn ngang mông của thân trước cộng với 1. Trước mình đo được 23, thân sau mình sẽ đo là 24. Các bạn sẽ tính từ đường sườn ngoài này giật ra. Các bạn lấy thẳng cái này lên trên bụng, ngang bụng này sẽ thẳng vào đây. Các bạn lượn cái vòng đúng này cho mình này. Chia đôi cái này ra tầm từ 2 phân cho đến 2 phân rưỡi. Khi các bạn cắt xong, các bạn nhớ đo lại phần cái đường bụng này cho mình nha. Đo của thân sau này 24. Mình đo tiếp với của thân trước được 46 này thì các bạn nhân đôi lên nó sẽ bằng 92. Cái vòng bụng này, vòng bụng trên quần các bạn sẽ phải lớn hơn vòng mông. Vòng bụng mình đo được là 96. Các bạn đo nửa thân trước và nửa thân sau lên cộng vào với nhau rồi nhân đôi lên thì cả vòng nó sẽ bằng 96 này. Vòng mông của mình là 88. Thì cái vòng bụng ở trên quần này nó phải lớn hơn vòng mông thì khi đó mình với kéo để mình chui qua mông được. Các bạn lưu với phần đó nhé. Và cái độ dài của dây chun, độ dài của dây chun thì sẽ bằng vòng bụng trừ đi cho mình từ 3 cho đến 4 phân. Vòng bụng của mình được là 70 thì các bạn sẽ trừ đi cho mình 4 phân 66. Các bạn sẽ phải cắt cái dây chun là 66. Ok, giờ mình sẽ cắt này ra này, phần này chiều 1, phần đũng này các bạn cắt chiều 1 thôi, nó không cần phải nới bóp cho nên mình sẽ cắt chiều 1. Sườn mình cắt phân rưỡi bằng với sườn may ở sườn của thân trước. Okay. Đây là phần hai thân của quần cạp chun. Vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt quần cạp chun. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Hãy chia sẻ và like giúp mình nhé. Xin chào.